nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta. Giảng rộng. Trước hết phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ giữ tâm, sau đó mới giảng đến ý nghĩa có thể như ta. Hơn nữa, trước hết cần phải hiểu được tâm là gì, sau đó mới xét lại ý nghĩa của việc giữ tâm với không giữ tâm. Cũng giống như dạy người giữ gìn vật báo thì trước hết phải chỉ rõ vật báo ở đâu. Sự phân biệt giữa lòng người với tâm đạo từ xưa đến nay trong đạo Nho được các bậc hiền thánh truyền nối cho nhau, xem đó là mạng mạch chân chính. Nhà Nho nói rằng đạo là cội nguồn lớn lao phát xuất từ trời. Khái niệm này được Đổng Trọng Thư, một nhà Nho danh tiếng vào thời Tây Hán đưa ra. Nhưng bất quá, đó cũng chỉ là một cách nói rất mơ hồ, trừu tượng, lại cũng không phải là tông chỉ của cái gọi là đạo, theo như Khổng, Nhan truyền lại. Khổng, Nhan, tức Khổng Tử và Nhan Hồi, được xem như những vị tiên thánh của đạo Nho. Thế mà các nhà Nho lại có ý bán bổ đạo Phật, hoàn toàn vô cớ tự đưa ra thuyết Phật gốc ở tâm, Nho gốc ở trời. Đâu biết rằng như vậy đã là tự hủy hoại đi chính cái tâm học rất quyên áo sâu sắc ban đầu của Nho giáo. Tự nguyện mang bảo vật quý giá nhất của đạo Nho mà quy về cho đạo Phật, thật hết sức đáng tiếc. Lại có những kẻ hậu học mù mịt không hiểu biết, lại hùa theo thuyết ấy mà phụ hòa. Biết bao giờ mới có được bậc đại thánh hiền đủ sức chấn chỉnh sự sai lầm như thế. Học vấn thánh hiền truyền dạy, không ngoài việc giúp ta được tâm tự do tự tại, thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Tâm đã thoát khỏi mọi ràng buộc, có ai còn trở lại cầu điều chi nữa? Một tâm cầu, một tâm thoát, dường như là có hai tâm riêng biệt. Nếu không có hai tâm riêng biệt, sao lại phân biệt gọi là cầu với thoát? Chính ở chỗ này phải tận lực nghiên cứu, nghiền ngẫm, không thể chỉ xem xét qua loa mà được. Nho giáo luận về tâm đạt đến thuyết rộng rang, sáng suốt, không mê mờ, trọn đủ lý lẽ, ứng hóa thành vạn sự, có thể xem là tinh vi thuần khiết đến mức cùng cực. Thế nhưng ý tưởng đó vốn có xuất xứ từ những giảng giải trong các kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm của đạo Phật, xét từ sau thời Khổng Tử, Mạnh Tử cho đến trước thời Trình Hạo, Trình Di, Chu Đôn Di. Chu Đôn Di cũng thường được gọi là tiên sinh Liêm Khê, là nhà Nho nổi tiếng vào đời Tống, sinh năm 1017 và mất năm 1073, là người học theo lý thuyết của Trình Hạo, sinh năm 1032, mất năm 1085, và Trình Di, sinh năm 1033, mất năm 1107. Cả ba người đã có những đóng góp đáng kể vào học thuyết cũng như tư tưởng của Nho giáo. Thì trong Nho giáo không hề có thuyết ấy. Chu Hy. Chu Hy tên tự là Nguyên Hối, tự Hối Am, sinh năm 1130, mất năm 1200, là người kế thừa lý thuyết của Chu Đôn Di nhưng đã phát huy đến mức hoàn chỉnh hơn nhiều. Phát khởi thuyết này, ở đây muốn nói đến những ý tưởng mới của Chu Hy trong sách Đại Học Chương Cú, có thể xem là có công đóng góp cho Nho gia. Năm 18 tuổi, Chu Hy tìm đến theo học với Lưu Bình Sơn. Lưu Bình Sơn có ý cho rằng ông muốn theo đường khoa cử công danh, liền bảo mở rương sách của ông ra xem. Chỉ thấy trong đó duy nhất một bộ Đại Huệ Thiền Sư Ngữ Lục, không còn gì khác. Việc này có thể xem ở Thượng Trực Biên và Kim Thang Biên, chú giải của soạn giả. Chu Hy thường cùng Lữ Đông Lai và Trương Nam Hiên tìm đến tham bái nhiều vị thiền lão thạc đức khắp nơi. Riêng đối với thiền sư Đạo Kim có quan hệ hết sức mật thiết. Ngài Đạo Kim nhiều lần khai thị, thường đăng nhắc cảnh tỉnh ông trong sự tu tập. Khi thiền sư Đạo Kim viên tịch, Chu Hy có soạn một bài văn tế được chép lại trong Hoành Giáo Tập, chú giải của soạn giả. Vì thế, trong những chú thích giảng giải của Chu Hy về các sách đại học Trung Dung, khi luận về tâm tánh thì phần cốt yếu đều rất gần với tư tưởng của nhà thiền. Chu Hy về già sống ẩn dật trong nhà tranh vách đất, thường tụng kinh Phật, có sáng tác tập thơ Trai Cư Tụng Kinh. Nếu nói rằng Chu Hy hoàn toàn không biết đến kinh Phật thì quả là sai lầm. Có lần Lỗ Công đàm luận cùng Khổng Tử, nói ra nhiều điều hay. Khổng Tử khen ngợi, Lỗ Công nói:
đó không phải ý tôi nghĩ ra được, chỉ là tôi nghe được từ thầy. Khổng Tử đáp rằng, đó là vua đang làm theo đúng đạo, tâm ngay thẳng, chính trực là đạo. Xét theo như việc này, thì những người yêu kính Chu Hy cũng không cần phải che giấu sự thật là Chu Hy học hỏi theo kinh Phật. Chú giải của soạn giả. Luận giải về tâm. Tâm không ở trong. Những người mê muội thường cho rằng tâm ở trong thân này. Đó chỉ là do nhận lầm cái tâm thuộc về lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể là tâm, hay trái tim. Lại cho đó chính là thể rỗng rang linh diệu, mà không biết rằng có một tâm hữu hình hay trái tim. Tùy thuộc thân xác này thường sinh thường tử. Lại có một tâm vô hình hay tâm thức không tùy thuộc thân xác này nên không có sinh tử. Những biện luận như thế này dường như chỉ có giá trị nhiều trong nguyên tác. Bởi chữ Hán dùng cùng một chữ tâm cho trái tim và tâm thức. Trong tiếng Việt thì sự phân biệt giữa trái tim hữu hình với tâm thức vô hình là quá rõ ràng và không thể gây nhầm lẫn. Tâm hữu hình hay trái tim ở trong thân thể, còn tâm vô hình hay tâm thức không ở trong thân thể. Nếu như nói hai tâm ấy chỉ là một, ắt là tâm nhân từ, thương dân, quốc nghiêu, thuấn với tâm bạo ngược, ác độc, quốc kiệt, trụ phải cách xa nhau như trời với đất. Lại vì sao cùng mắc phải tâm bệnh mà có trường hợp phải chẩn đoán dùng thuốc men, có trường hợp lại phải dùng các phương pháp điều trị tâm lý? Do đó mà biết là cái tâm cần phải dùng thuốc men với cái tâm thiện ác vốn rõ ràng là hai tâm khác nhau. Tâm không ở ngoài. Lại có người ngờ rằng cái tâm hữu hình kia đã chẳng phải tâm thức, ắt hẳn cái khả năng thấy, khả năng biết của ta chính là tâm. Nhưng những đối tượng của sự thấy, biết đều là ở bên ngoài. Như vậy cho thấy cái tâm có thể thấy, có thể biết đó cũng ở bên ngoài. Những người này thường ví như việc nhắm mắt quay nhìn bên trong không thấy, chỉ có khả năng nhìn thấy những vật đối diện mình, không thể từ những chỗ bên trong như chân mi, đáy mắt, da mặt mà tự thấy được hình thể. Lại ví như thân ở bên ngoài căn nhà, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy được tường, vách, cửa sổ từ bên ngoài, mà không thể từ ngoài nhìn vào thấy được những chỗ ẩn khuất bên trong. Xin thưa, không đúng như thế. Cái khả năng biết khổ, biết đau chính là tâm ta. Như người khác uống vị thuốc hoàng liên, ta không thể cảm thấy đắng miệng, như mũi chích trên da thịt ta liền kêu đau. Vậy có thể nói rằng tâm ở bên ngoài được chăng? Tâm không ở khoảng giữa. Lại có người ngờ rằng tâm đã chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, vậy nhất định là nó có lúc vào trong, có lúc ra ngoài, nên phải ở nơi khoảng giữa. Xin thưa, không đúng như thế. Nếu có vào ra, tức chẳng phải ở khoảng giữa. Nếu xác định ở khoảng giữa, ắt không có vào ra. Hơn nữa, biết dựa vào đâu mà gọi là khoảng giữa? Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên trong da, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên trong. Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên ngoài da, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên ngoài. Lại tiến xa hơn để tìm khoảng giữa, thì bất quá trong các nếp nhăn của da cũng chỉ là những cáo ghét dơ bẩn. Đó lại là tâm của ta được sao? Tâm không phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Hoặc có người nói rằng nếu tâm không hiện hữu, ắt là nhìn không thể thấy, nghe không thể nghe, ăn cũng chẳng biết mùi gì. Còn nếu như nhìn có thể thấy, nghe có thể nghe, ăn có thể biết được mùi gì, đó tức là tâm có hiện hữu. Như vậy, tất nhiên là tâm phải vừa có hiện hữu, vừa không hiện hữu. Đáp rằng, sáu thức đó, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, chẳng phải là tâm. Ví như khi nhìn thấy người con gái đẹp, tâm liền khởi sinh ái nhiễm, đó là do con mắt, nhãn căn. Với hình sắc, sắc trần tiếp xúc nhau mà thành nhận biết, nhãn thức. Nghe nói đến cái mơ chua thì tự nhiên sinh nước dãi trong miệng, đó là do lưỡi và vị chua tương cảm với nhau mà thành thức. Từ nơi rất cao nhìn xuống thấp, hai chân tự nhiên run rẩy, đó là do thân với cảm xúc thúc bách nhau mà thành thức. Nếu nhận những thức ấy là thể tánh rỗng rang linh diệu không mê muội của tâm, đó là sai chỉ hào ly mà lệch đi ngàn dặm. Người xưa nói rằng cội nguồn sinh tử trong muôn kiếp
người mê không biết nhận chân tâm, chính là nói đến ý này. Tâm bao trùm hư không. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: "Các mười phương hư không sinh khởi trong tâm ông, chẳng qua cũng chỉ như đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông." Đức Phật bảo ngài A Nan 7 lần chỉ ra nơi chốn của tâm, 7 lần hỏi, 7 lần đáp, phá sạch tất cả những nhận thức sai lầm hư vọng, sau đó mới dần dần hiển lộ chân tâm nhiệm màu sáng suốt, khiến cho ngài A Nan được nhất thời tỏ ngộ, có thể nói là một cuộc hiển bày hết sức tường tận, sâu xa, uyên ảo. Lời bàn: chữ tâm vốn dĩ đã mang nghĩa mơ hồ không rõ rệt, chữ giữ lại càng không xác định. Nếu vẫn quyết lòng phải nói ra cho rõ cái ý nghĩa giữ tâm, hẳn chỉ càng thêm sai lệch, chỉ nên hướng đến những việc từ chưa từng bạo ngược nhân dân, cũng như cứu người lúc nguy nan nhân dân, mà hiểu rằng đó là chỗ giữ tâm hiền thiện của đế quân, liền cung kính nỗ lực làm theo như vậy là được.